Yeah. Chào tất cả anh em nhé. Thì chúng Bonsai đang có mặt tại nhà anh Thức đây. Một trong những tác phẩm final rất là đẹp, dáng rất là uyển chuyển mà chúng Bonsai muốn chia sẻ tới tất cả anh em, đặc biệt là những cái bác đang quan tâm đến những tác phẩm như này. Một trong những tác phẩm khá là đẹp. Trước đó cũng một vài bác yêu cầu quay lại, thì trước đó là bác Hiệu cũng đã quay rồi, thì chúng Bonsai cũng gửi tới anh em đây một vài tác phẩm nói chung là đẹp của vườn anh Thức đây, để gửi tới tất cả anh em nhé. Đây, đây. Tác phẩm đầu tiên là một trong những tác phẩm nó cũng vừa phải thôi. Một trong những cây dáng quá là đẹp như con rồng, cũng như một dáng của nó dáng hơi tí mảnh khảnh, mang phong cách văn nhân. Tác phẩm rất là đẹp. Tác phẩm hai thân. Thưa ơi, cái này hôm trước là báo bao nhiêu nhỉ? Cây này là giờ thức báo 16 nhé. Cái này khá là đẹp luôn. Chậu thì chậu đẹp rồi. Trước lấy của anh Hiệu cũng khá căng rồi, 15-16 triệu rồi. Nhưng mà hôm nay bác nào thích thì vẫn là nhiều lại. Đây, cái giá đó. Cái này thì trước đó Bonsai Chí Hiệu mua tại triển lãm Văn Giang. Đấy. Nhưng mà sau về tay anh Thức rồi. Đẹp. Đặc biệt là tác phẩm hoa giấy này chắc là hiếm gặp đúng không? Hàng hoa giấy. Để hôm nào cắt ra thì chúng Bonsai quay kỹ hơn nhé. Đấy. Quá đẹp. Đây là một trong những tác phẩm trực khoanh. Một trong những cơn bám đá. Cái này trước giao dịch của Bonsai Chính Hiệu. Cũng được khá nhiều anh em, đặc biệt anh em ở xa quan tâm vì cái độ khó cũng như là độ kết ở tảng đá này. Như một tác phẩm này khá là đẹp đấy, ngược sáng tí. Với không gian của anh Thức đây thì khá là rộng, anh em có thể tham khảo bên ngoài cũng như một số tác phẩm hoa giấy. Đây là cây giấy cũng khá là ok, một trong những cây giấy đẹp, khá đẹp luôn. Này rồi, vô sen đây, cây giấy đẹp quá. Sáng hôm nay này, hơi gì oi, mới sáng sớm rồi mà oi như này. Mai Châu Thủy. Đây. Những cái tác phẩm này thì ưu tiên anh em alo nhé. Những cây quá khá hoàn thiện rồi. Cây này được ký đá. Đẹp thế. Đỏ đá này anh em. Cây thì cũng được hình thành. Đây là cây xính bật. Lá rất là đẹp. Đấy, lá nó này. Một trong những cây xanh mật mà có bộ ba lá bộ bệ như này, được làm đá như này cũng khá là kỹ. Đây. Tác phẩm chân châu hoa ra rất nhiều. Cái này kim quýt hay chân châu nhỉ? Kim quýt đúng không? Đấy, nên là mình lâu ngày không nhìn đây này. Hoa đang khá là nhiều nhá. Kỳ này là chung là tưới nhiều nên là cây đang tốt. Được cái chậu cũng khá là đẹp rồi. Cái ổi năm nay có vẻ không sai vào năm ngoái đúng không? Năm ngoái sai. Nhiều quả nó lại hại cây, mà mình để lâu quá nó thế. Đây là hai cái mẫu chậu không khá là đẹp, chậu đắp tay. Thực ra là những cái mẫu chậu như này thì bây giờ thì nó cũng không nhiều. Thì anh em tìm đúng địa chỉ. Ở đây anh Thức anh có hai cái chậu này thì không biết là
Bác nào quan tâm thì alo nhé, thì Trung Bonsai sẽ cho số điện thoại ở trên. Bác nào thực sự quan tâm thì hỏi xem là giá như thế nào. Đó. Cái trâu nhỏ nãy bảo bao nhiêu nhỉ? 4 triệu này. Đấy. Chỗ to là 5 triệu. Đấy, đường nét hoa văn làm cũng khá là kỳ công. Đấy, anh còn đắp tay này. Hai mặt, bốn mặt. Đấy. Đấy, cho anh em tham khảo một số cây tùng cũng như một số cây to, hàng đại ngoài kia. Đặc biệt là những cây hoa giấy cũng như cây tùng này. Đây là một tác phẩm. Cây tùng này bác nào quan tâm thì cũng là một tác phẩm khá đẹp nhé. Đấy. À, số điện thoại của anh Thức là 0948 389066. Đấy, bác nào quan tâm thì cứ alo trực tiếp nhé. Đây là cây hoa giấy khá là to của anh, giao dịch của anh Tân Phạm. Thân khá là to nhé. Bác nào đã biết đến cây hoa giấy hai thân này của anh Tân Phạm thì biết rồi. Hoa rất là nhiều. Đấy, đặc biệt là anh Tân anh có giao dịch năm ngoái cho anh Thức cái giá cũng khá là cao. Nhưng bác nào quan tâm đến cây hoa giấy này thì nó đang cả một cái đó, giấy chạy hai thân chạy lên tận kia, cao khoảng độ 2m7, 2m8 chia cành. Đấy. Thân rất là to nhé. Đó. Khi tới thì mình sẽ đan lát lại cây này cho nó mái của nó đều lên. Tết sẽ chia sẻ đến anh em nhé. Nếu bác nào còn quan tâm đến thì tiếp theo là một trong những cái đồi ruối, nghe nói là anh Thức anh mới giao dịch về. Cái đồi ruối khá là to. Quay luôn lại cho anh em chiêm ngưỡng. Đây phải nói là một trong những cái đồi ruối. Tất nhiên là chưa cắt ra thì bông bánh đôi khi nhiều lúc nó cũng đang còn rối. Nhưng mà khi mà chia đều bông tán ra thì chắc chắn là sẽ đẹp thôi. Quá to cái chậu. Từ cái chậu nó to rồi. Bác nào đến quan tâm đến long thì đây là một cặp long này. Cặp này rẻ thôi. Đang dựng thì vườn thì mua cái cặp long này về bỏ trước nhà. Cắt rõ nét ra thì nó cũng ok. Rất là rẻ. Đồ này anh Thức giao dịch của anh Tuyên bonsai. Tác phẩm khế chua này. Nếu mà Tết đây anh em biết rồi. Hay cái kỳ mà triển lãm đây thì cây khế chua này sai chữ quả. Đặc biệt là rất là đẹp. Đến kỳ rồi nắng rất là to nên chúng tôi cũng chưa kịp chăm sóc phục hồi cho em nó lại được. Vì thực ra quả khế chua thì nó bền, mấy tháng mới hết quả. Đây là một tác phẩm sung mà trước đó Trung Bonsai có sở hữu. Thì anh Thức cũng đã giao dịch lại. Một trong những cây sung dáng bay, ký đá, giá rẻ thôi. Bác nào quan tâm thì khoảng độ 5 triệu. Cây sung này cuốn quả của nó trước rất là nhiều nhé. Đây này anh em biết quả đang đây này. Thứ hai là nó ký trên này. Số điện thoại thì cũng đã có rồi. Đây nhiều cuốn quả đây mà để men đường. Đây thì nó cũng vừa rồi nắng nó cũng lụi đi. Nhưng Tết thì đa số Tết thì cây này quả nó rất sai. Chắc là chủ nhân cũng đang là cắt nước đây. Mẫu đơn. Trung Bonsai cũng xin được dừng video này nhé. Bác nào thực sự quan tâm thì cứ alo trực tiếp cho anh Thức. Còn rất nhiều những tác phẩm, đặc biệt là những tác phẩm ở đầu cổng kia, để phục vụ anh em nhân dịp Tết đến này. Chỉ còn vài tháng nữa thôi lại sắp sửa rồi. 3-4 tháng là lại Tết rồi. Những cây hoa này, những cây cây tùng này rất là đẹp. Thank you.
trong kia có một cây nhà tán khá là đẹp. Cái đó thì chắc chắn là giá trị của nó khá là cao nhé. Bác nào quan tâm thì nhìn trước ống kính của chúng bonsai thì biết rồi. Cây nhà tán rất là đẹp. Đó, một trong những cây nhà này. Đó. Cây nhà cụm thôi nhưng mà làm được cái bộ tán này cũng khá là công phu. Đây là không gian bên trong chậu. Rất nhiều mẫu chậu, đặc biệt là những mẫu chậu nhỏ cũng khá là đẹp. Đặc biệt dụng cụ bonsai anh em có thể tha hồ lựa chọn nhé. Đây là những mẫu dụng cụ bonsai. Đến đây là anh em tôi vẫn phục vụ anh em bình thường. Bản thân được để chụp